今天太可怕了，是不是要跟我爹哥跟他太可怕了。我带你这个对不对，人类回来今天没有呢，có cái điều gì đó rất đặc biệt đến mức độ mà báo ngày hôm qua hay đêm hôm qua là 0 giờ tôi dậy, tôi mở điện thoại ra thì vẫn cứ đâm vào Hà Nội Quảng Ninh. Thế là sáng nay đi AV có kế hoạch trên đây cái là báo là anh Trung. Đấy, thế thì tất cả các bạn hôm nay những người bạn của Hiên Long Men ở đây thì có anh là những anh em của Sở Dịch Ba ngân hàng đầu tư, cũng là một đối tác truyền thống, đối tác rất là gần gũi, cái gì đó là một gia đình gắn bó với Hiên Long nói chung và Hiên Long Men nói riêng. Ngoài vấn đề góc độ doanh nghiệp thì góc độ là cá nhân tôi thì cũng là cái gì đó rất là tình cảm. Tất cả những cái gì mà khó nhất, gấp nhất, cần phải nhanh nhất thì tôi đều nói với cô Dương, cho anh Hòa là tôi gặp chị Thư. Và nếu mà chị Thư cũng không giúp được nữa thì thôi bỏ tay. Và hôm nay thì cũng là cái điều rất là bất ngờ, thì tôi cái kế hoạch của tôi ra thì cũng rất là bị động, nên là tham gia cùng chi nhánh thì nên là thì hôm nay bố trí được ra và nghe tin là anh em bên quận Sài Gòn nên tham gia là tôi rất là vui. Và đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ là cũng là cái dịp mà cái một cái buổi gala dinner, cái buổi sự kiện của Hiên Long Men ở đây có thể thông qua, nên tôi nghĩ là cái điều đó rất là may mắn đối với lại Hiên Long Men nói chung và chi nhánh Hiên Long Men Hà Nội nói riêng. Tới thì Hiên Long Men thì cũng đã là cái chiến dịch kế hoạch của Hiên Long Men trước kia ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế ra Hà Nội thì cũng là một trong những cái kế hoạch của chung của cái group Hiên Long Men, tập đoàn Hiên Long Men. Hiện nay chúng tôi có khá nhiều các cái dự án ở ngoài miền Bắc và Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Thế thì quan điểm của Hiên Long Men là chúng tôi đã đến đâu thì chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ theo một cái chuẩn mực nhất định. Và chúng tôi cũng sẽ điều hành tiếp tục chung, sẽ điều hành tất cả những cái hoạt động của hệ thống. Thì trong đó thì cái hoạt động quan trọng nhất mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thương hiệu của Hiên Long nói chung thì đấy là chính là cái hoạt động mà cái kinh doanh bất động sản, cái hệ thống phân phối bán hàng và quản lý cái bất động sản đấy. Thế thì hiện nay thì cũng có các anh chị là cái việc mà kinh doanh, tổ chức marketing, kinh doanh bán hàng và giải quyết tất cả những cái gì liên quan đến khách hàng, và sau nữa là quản trị, quản lý tất cả những bất động sản đấy cùng với khách hàng. Thì hiện nay chúng tôi đã đưa về cho Hiên Long Men, cái công ty Hiên Long Men là quản trị tất bộ những việc đấy của cái hệ thống. Thì trước kia thì là dự án của Hiên Long Men thì trước kia chủ yếu là trong Hồ Chí Minh, sau này thì không, thực ra thì ngoài này cũng cả hơn 10 năm rồi. Nó thay nghén và đến giờ phút này thì cũng là đến lúc mà một loạt những cái dự án của Hiên Long Men đầu tư ở khu vực phía Bắc thì sẽ bắt đầu đến cái giai đoạn cuối của giai đoạn kinh doanh và vận hành cuối cùng. Thế thì cái Hiên Long Men thì ra đây cũng là vì cái trọng trách đấy, và đấy cũng là cái quan điểm sản xuất của mình và những người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Đấy, không đấy thì cũng là bây giờ chúng ta muốn thành đạt, chúng ta muốn trưởng thành, muốn một doanh nghiệp mạnh được thì từng cá nhân chúng ta phải mạnh, và chừng cá nhân chúng ta mới mạnh được chúng ta phải tự đào. Cái tự đào tạo cực kỳ quan trọng, tự học hỏi, tự trao đổi, và như thế thì lẫn nhau là quan trọng nhất. Nhưng tất nhiên nói đi là những thứ gì chúng ta phải xác định rằng chúng ta phải tự đầu tư, chúng ta phải tự chú ý, tự để ý. Tôi vẫn nói ngày xưa tôi ở phòng kinh doanh cũng có bảo, tôi vẫn nói rất nhiều người đi photo một cái tờ giấy, yêu cầu người ta yêu cầu đi photo phải qua cái đấy cũng học được, nhìn cách người ta bố cục văn bản, nhìn cách trình bày văn bản như thế nào cũng học được, chứ không phải là vô nghĩa nếu chúng ta để ý đấy các bạn. Đấy, như ở đây mấy anh em đi sở ban thì làm nhà nước rồi, nhưng ở đây anh em tư dân tờ trình thế nào, văn bản làm sao, công điện thế nào, nó có bố cục
hết, nó quy định hết, nó có form, nó có mẫu hết. Chúng ta học cái đấy, ta học nhiều lắm. Nếu các bạn muốn học, các bạn muốn trưởng thành, các bạn phải suy nghĩ cả những cái việc đấy. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ cái tôi chỉ cái nào lớn, cái gì quan trọng là chúng ta cái gì tập tập để ý vào cái gì. Đúng không? Nếu như cái làm tập ấy mà không để ý, không bao giờ thành đạt. Đấy, bây giờ anh nói nghe em ở bên thì nó lên nha. Anh Thuyên là anh Minh đúng không? Ngày xưa nó là bảo vệ ở trường đại học tổng hợp, đặc tốt nghiệp đại học giao thông của ra nhá. Kỹ sư đại học giao thông ra làm bảo vệ trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày đấy còn ngủ trên cái bàn làm việc ở cái phòng chính. Và ngày đấy ở phòng đấy nó có cái máy bảo vệ và chỉ làm nhiệm vụ gì mà cái không trông xe, giữ xe máy, giữ xe máy xe đạp của trường. Mất tối cũng có phòng ngủ ở trên cái phòng bàn làm việc. Và ngày đấy trường đại học phòng chính của tổng hợp nó có máy 286 mà nó tối nó dùng cái máy tính nó đánh luận văn dù thuê cho sinh viên mà nó đánh 10 món nhá anh các em nhá đàn ông nhá kinh sư nhá đánh 10 món nhá đánh máy tính nó đánh được cả 10 món chứ không phải đánh một có gõ một cò đâu, nghĩa là phải làm như thế mới có tiền và có tiền mua được xe máy lúc đấy. Và anh đó và em ấy đừng có nghĩ là bây giờ mình làm lớn thì mình phải cố gắng ngay trên cái nhỏ mình phải cố gắng hàng ngày mình trưởng thành lên. Nên ngày xưa anh nói với em từ thời anh còn làm ở Yunnan cũng anh nói với em làm đấy, nếu mà đánh được văn bản này 10 phút chỉ đánh 10 phút thôi, còn cho nó chơi cũng được, chứ đừng có nghĩ là cứ không vội thì cứ túc tắc đánh cả buổi sáng mới xong cái văn bản. Và như thế con người nó ì ra và nó không được tiến bộ. Đấy anh nói với em thế, bây giờ muốn trưởng thành, muốn phát triển, chúng ta phải tự rèn luyện, chúng ta phải tự đào tạo mình, chúng ta phải tự cố gắng, chúng ta phải tự học hỏi lẫn nhau, chúng ta phải cởi mở ra, chúng ta phải tranh luận và chúng ta đặt cái tôi của mình trong một bên thì chúng ta mới trưởng thành được. Mà chúng ta trưởng thành thì có nghĩa là chúng ta giỏi lên, nếu giỏi lên thì chúng ta có điều kiện thu nhập cao hơn, doanh nghiệp không trả được chúng ta có quyền chúng ta kiếm nghề nghiệp khác tốt hơn, chúng ta tự trả lời cho mình là như thế. Đấy nên anh nói các em là bây giờ mình em phải cố gắng. Đừng có nghĩ là bây giờ thì thôi thì công ty chưa có việc thì dự án nó chưa nhiều cũng ngồi chơi không đến. Thời gian nào đến cần làm những việc gì ở doanh nghiệp, còn không biết cần thiết đi tìm được thị trường, đi học hỏi người ta. Đấy là cái mà thông tin, những cái mà thứ mình cần làm ở trong đầu, chúng cần là thành cái điều kiện. Kể cả những cái việc mà chúng ta đi, chúng ta học cái cách người ta giao dịch, cách người ta sẵn sàng, cách người ta tranh luận, cách người ta phản ứng để chúng ta trưởng thành hơn. Đấy, anh nói với em như thế. Thế nên bây giờ cái khi nói em nó nghĩ sau này là nhiệm vụ cũng rất là nghề, tại vì nó nên sau này rất nhiều cái dự án mà rất nhiều dự án mà kinh doanh ở Hà Nội nó khác hẳn với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh nói gì thì nói thì dân khách hàng người ta vẫn lành hơn nhiều. Hà Nội khó chịu vì chính trị mà quen quá tháo rồi đấy, quen người khác phục vụ rồi, quen là anh hai chị hai rồi đến cái người khác chăn đó rồi, nên là bước vào nó khó chịu lắm. Nên bọn em muốn trưởng thành, muốn tốt được, bọn em học rất nhiều thứ. Và như thế thì khi học chúng ta trưởng thành thì chúng ta có thể của tập một doanh nghiệp vững mạnh, doanh nghiệp tốt, và chúng ta có khả năng cái kỹ năng của chúng ta tốt, chúng ta có điều kiện, chúng ta có một sự thu nhập tốt hơn nhiều. Thì đấy, hôm nay đấy thì cái tự giao lưu em cũng thấy thì cũng có một số việc như thế thì cũng trao đổi với các em, anh em ở bên chỗ nào đây cũng rất mong là các em lưu tâm những cái gì anh nói. Tất cả cuộc đời anh là như thế đây, đấy ở đây Bảo Ngọc ở dưới đấy để cuộc đời anh như thế và có ngày hôm nay như vậy, chứ không phải cứ thờ cứ đứng sang một bên mà bỏ nó không bỏ, phải dám làm dám chịu, nhưng phải có đầu óc, phải tư duy, phải để ý. Đấy, phải thống kê, phải quy nạp là ngày hôm nay việc như thế này rồi thì ngày mai mình xác định là cái gì sai, ngày mai mình có sai đúng không, và tìm cách làm sao ngày đó không sai nữa thì chúng ta mới trưởng thành được, và trưởng thành thì mới có tất cả được. Đấy, như thế bọn em nha, bây giờ cái tuổi của bọn em á so với ông Minh cùng tuổi là bọn em đều giàu hơn ông Minh hết. Anh nói thẳng đấy, đến giờ lúc này ngồi ở bàn ở tất cả trong cái phòng này ấy, là cùng tuổi với ông Minh thì bọn em đều giàu hơn ông Minh, chưa đứa nào nghèo hơn ông Minh cả nha. Ok, thôi thì chúc tất cả mọi người.